Sau đây là kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 10 tháng 2 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 9, 7. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 3, 4, 1. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 7486, 4822, 7938. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 4223. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 83622, 20352, 40548, 19575, 88842, 82605, 45301. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 68566, 40997. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 71528. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 86272. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 4, 8, 7, 5, 5, 8. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 4, 8, 7, 5, 5, 8.